Dạ thưa sư, con có đọc được một đoạn trong truyện tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca kể rằng các vị tỳ kheo sau khi thọ trai còn thừa thức ăn thì đổ thức ăn ở nơi không có cỏ cây hoặc động vật nào sinh sống. Chuyện này kể về đệ tử A Na Luật Thiên Nhãn Đệ Nhất, tức là ngài Anuruddha. Thưa sư cho con hỏi, tại sao lại đổ thức ăn ở nơi không có cỏ cây hoặc động vật sinh sống? Thức ăn thừa như thế nào thì có tội hoặc không có tội? Có một số trường hợp Đức Thế Tôn dạy là cái phần đồ ăn thừa này nên đổ ở nơi không có chúng sanh. Nhưng quý vị nên nhớ rằng đó là những trường hợp rất đặc biệt và thuộc cái dạng là hãn hữu, thuộc trường hợp ngoại lệ. Bởi vì sao? Bởi vì á cái thực phẩm đó đã được can thiệp. Thứ nhất là đã được can thiệp bằng thần thông. Thứ hai là đã được can thiệp bằng phước báo. Chính bởi vì nó được can thiệp như vậy đó thì cái loại thực phẩm đó trở nên quá bổ đối với bất kỳ sinh vật nào. Nó giống như chúng ta đều biết nhân sâm là thuốc bổ đúng không? Nhưng mà chúng ta thử vớt 10 kg nhân sâm chiết xuất 10 kg nhân sâm tổng vào người có chết không? Tôi tin là chết. Ai cũng biết linh chi là bổ đúng không? Thử vớt gọi là 10 lít dung dịch là linh chi mà tiêm liên tục vào người có chết không? Sư tin là chết. Tại sao vậy? Bởi vì nó quá bổ. Cái gì nó quá bổ thì nó nếu như mà cơ thể mình không có khả năng tiêu thụ. Ví dụ như có trường hợp là có vị dùng cái thần thông để can thiệp làm cho một cái gọi là một cái bát cái mật ong, một cái bát mật ong cúng dường năm Đức Thế Tôn mà 500 vị tỳ kheo vẫn không có hết, cái bát vẫn đầy, tức là cứ đổ đầy cái bát hết vị này tới vị kia mà cái bát mật ong có chút xíu là không hết, là không hết. Nó đã được can thiệp bằng thần thông và phước báo. Chính bởi vì như vậy nó trở nên quá bổ với bất kỳ chúng sanh nào. Hoặc là như trường hợp bữa ăn cuối cùng của Đức Thế Tôn, bởi vì nó quá bổ đi, chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà tập trung vào đó, bởi vì họ biết đây là bữa ăn cuối cùng của Thế Tôn. Họ đẩy toàn bộ dinh dưỡng vào từng miếng ăn của Đức Thế Tôn. Cho nên nó dẫn đến cái chuyện là cái phần thức ăn đó trở nên quá bổ mà chỉ có cơ thể một vị chánh đẳng giác mới tiêu hóa nổi. Thành ra là trong những trường hợp như vậy, Đức Thế Tôn dạy đem bỏ ở cái nơi không có sinh vật. Và chúng ta nên biết rằng đây là những trường hợp ngoại lệ. Thời nay thì không có ai có đủ cái phước báo và cái đủ cái đức hạnh như vậy. Có lẽ có, nhưng các vị đó chắc không, chúng ta không có phước nhìn thấy đâu. Chắc các vị đó ở trong rừng hoặc là ở trên núi Tuyết Sơn thì hỏa mai. Còn vị tỳ kheo khi thức ăn thừa đó thì được phép đổ, nhưng mà nên đổ ở chỗ kín khuất và không có bị người đời nhìn thấy để cho họ có thể chê trách. Và cái thứ hai đó là có thể đổ ở cái nơi mà những chúng sanh khác có thể ăn được, tức là nó có thể nó tới nó ăn. Chứ không phải là mình đổ ở một cái nơi nào đó rồi mình vùi đất mình lấp lại thì đó là chuyện không có nên. Nếu như quý vị hỏi đổ thức ăn thừa như thế nào để có phước báo đó thì sư nhắc quý vị ở trong kinh, một cái đoạn trong kinh Tạng có nói như thế này. Ngay cả việc đổ thức ăn thừa mà với suy nghĩ sẽ có những chúng sanh cần đến nó thì người với suy nghĩ như vậy họ cũng đem lại quả báo, phước báo. Cho nên khi chúng ta đổ thức ăn thừa đó, thứ nhất là mình kiếm cái nơi mà nó
tương đối, đừng có quá dơ bẩn ha. À, cũng được có đổ sọt rác, đổ cái nơi mà con này con kia có thể ăn á. Và với suy nghĩ là cái phần thức ăn thừa này nè sẽ có chúng sanh nhờ như vậy được no bụng, thì như vậy đó, cái chuyện chúng ta đổ thức ăn thừa đó, chẳng những chúng ta không có tội mà chúng ta còn có phước. Chỉ những người thiếu trí đó, họ không biết thì họ mới nói là cái chuyện đổ thức ăn thừa là có tội.